Hạng thi puppy được 3 thí sinh. Copy cái số 12 chủ đuôi Lê Đắc Hồ. Giám khảo đưa ra quyết định số 16 là số vị trí số 1, số 17 vị trí số 2 và số 15 vị trí số 3. Ông giám khảo đánh giá cái dàn chó puppy này là chỉ là ở mức là tạm ok thôi, promising thôi, không được very promising. Con chó số 2 và chó số 3 thì cái chân thì ông ấy không được, thì nó mạnh mẽ lắm. Sau, chân sau. Puppy được số 16, chúng ta chờ ngoài đây để tranh phần thi Pet Puppy Show. Junior được bắt đầu đến phần thi quan trọng, đó là phần thi của các chú chó có tranh CAC, đó là Junior được số 18, 19, 20, 21, 22, 23. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn đi ạ. Chúng ta chuẩn bị dần đi ạ. Kết thúc phần thi puppy, chúng ta sẽ thi đến phần thi hạng junior được từ 9 đến 18 tháng theo quy định của VK và FCI, chia hạng junior là từ 9 đến 18 tháng. Sùng đấy. Tháng và Sigma nhé.
Junior được số 18 chủ nuôi Nguyễn Việt Cường, số 19 chủ nuôi Trần Văn Khánh, số 20 chủ nuôi Nguyễn Phước Long, số 21 chủ nuôi Bùi Thanh Quang, số 22 chủ nuôi Vũ Duy Hùng và số 23 chủ nuôi Phạm Đình Hùng. Chúng ta sẽ chuẩn bị ngoài cửa đinh để đến vòng thi tranh Junior được. Có bị che không? Đấy, chụp đi, chụp ở góc này nè, chụp ở góc đẹp đấy. Giám khảo đánh giá cái chú chó cái số 12 này là đạt tiêu chuẩn Very Promising. Và ông sẽ trao cho chú cá chó số 12 là hạng nhất ạ. Hạng nhất của Puppy luôn, bởi vì chú chó số 16 được thì là giám khảo đánh giá chỉ là Promising thôi. Cho nên là chú chó cái số 12 này sẽ là... coi như là không cần phải thi tiếp một lần nữa mà đã được nhất rồi. Vì chú chó cái này là giám khảo đánh giá là Very Promising, là bậc cao nhất trong đánh giá của Puppy này. Chú chó Đức số 16 kia chỉ được là hạng Promising thôi. Với chó Đức ở phần thi này thì Đức Puppy chỉ được đánh giá ở mức tốt thôi. Còn con cái được đánh giá ở mức xuất sắc. Mọi người hiểu là như vậy. Cho nên là con đực và con cái nó không cần thi với nhau thì con cái nó đã thắng rồi. Chủ đâu? 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 Ch